Hello, xin chào mọi người. Để xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá mình các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ ra mình tách những con cá full gold bầu ri bông của mình bầu để đẻ nha anh em. Đó thì mình bây giờ mình sẽ tách đó, và mình sẽ chia sẻ cách mà nuôi con cá bột con lên khỏe nha anh em. Đó thì đây. Đây là một trong bầy. Đó, đây là cá full gold ri bông bên mình. Đó. Giúp anh em xem này. Nó phun qua bên mình nó đây mình xem này. Đó, anh em thấy không? Đó lên hai tay bơi nha anh em. Đó cá lên hai tay bơi nha. Đó đây là dòng cá thịt thịt vàng nha, chứ không phải cá dòng cá thịt đen. Đó. Phun qua ly bông lên hai tay bơi. Đó. Phun vẫy nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tách những chú cá này để đi sinh sản nha anh em. Đó thì trong này có những con cá bầu này, bây giờ mình sẽ tách mình bỏ riêng ra. Bỏ riêng ra lồng đẻ nha anh em. Ừ, anh em thấy không? Phun qua bên mình là lên tay hết, đó, 100%. Con nào cũng lên nha anh em. Đó. Thì anh em mua cá phun gôn về, đó, anh em nuôi nền trắng, nuôi nền trắng nha. Có ánh nắng mặt trời chiếu vào, đó thì con cá nó sẽ lên màu rất ok. Thì nhiều anh em đó hỏi cá phun gôn mình lúc quay lên thì hai tay bơi lên rồi đầu vàng rất là đẹp, đó, đến khi anh em về nuôi thì nó chuyển thành màu đen. Đó thì cá mình là quay 100% là không có chỉnh video nha anh em. Đó cá sau mình quay như vậy đó chứ không chỉnh nha. Thì anh em có nhiều anh em lúc mà bắt cá mình về đó thì màu rất là đẹp. Đó thì anh em có nhiều anh em chưa biết thì thả vào nền đỏ nè, nền xanh, nền đen. Thì riêng các dòng cá phun gôn này thì anh em đừng nên bao giờ nuôi cái nền tối nha anh em. Đó nền tối thì nền đen nè, nền xanh nè, nền đỏ. Đó thì nó sẽ thích nghi theo cái môi trường. Đó thì cái thịt nó sẽ đen theo tối hơn, hai tay bơi nó sẽ đen nha anh em. Đó phun gôn này anh em chỉ có thể mà nuôi nền trắng này hoặc nuôi nền vàng. Đó thì nó sẽ phát huy hết cái màu nó mới lên màu đẹp nha anh em. Rồi thêm một cái nữa là anh em về muốn lên màu đẹp thì anh em nuôi với nước la bàn. Đó thấy không? Mình nuôi theo cái nước vàng nha. Đó thì cá nó lên màu rất đẹp. Đó cái công dụng của nước bàn á, nước la bàn á thì giúp cho con cá này phục hồi sức khỏe này. Rồi lên màu chuẩn nha anh em. Đó thì cá phun gôn mình, đó đây mình quay là không có chỉnh sửa nha. Đó phun gôn ri bông nó lên hai ta bơi này. À. Thì cá này là anh em về đó nuôi. Đó, anh em bổ sung thêm Actamy hay bo gì đó thì bảo đảm nó nuôi trong vòng một tuần tới hai tuần thì cá chắc chắn nó sẽ lên full vảy, full tay bơi nha anh em. Đó. Thì đây hôm nay mình sẽ lựa những con cá mà bầu bì cho nó đi đẻ nha anh em. Ừ. Đây cá này nè, thì cá full gold đó, nó có bầu đó, anh em rất là khó biết nha anh em. Đó do cái màu nó màu vàng. Đó thì nó không được màu trong như mấy cá kia. Yeah, thì bầu này anh em chỉ có bỏ bể kính mới biết nó bầu thôi, còn như mà con nó bầu to quá anh em để chung với nhau thì nó đẻ ra mấy con mấy con mẹ khác nó ăn liền nha anh em. Đó bây giờ mình sẽ tách riêng ra, mình bỏ qua cái bên. Thì bên đây mình có tách ra mấy con rồi. Đó thì anh em. Đó, anh em sâu cá phun gôn. Lúc mình sâu lên á thì mình bỏ cái nền tối á thì nó sẽ lên cái màu vàng rất là đẹp. Đó thì anh em mới thấy. Rồi anh em bỏ nền trắng quay thì anh em thấy cái màu nó rất là nhạt. Mà đến khi mà anh em bỏ qua nền đen sâu lên thì rất là đẹp nên anh em thấy không? Cá phun gôn mình lên hai tay bơi 100% luôn, phun vảy nha anh em. Đó. Ừ, cá con nó đẻ nè anh em. Đó. Nó đẻ rất là nhiều. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó, vớt bầy cá con này ra để đi ra ngoài kia các bạn. Đó mình có thêm một cái góc nuôi cá con ngoài kia luôn. Bây giờ mình sẽ lấy một cái thùng để mình vớt cá con ra nha anh em. Thì cá con này cũng đẻ được 2-3 ngày rồi thì cá con nó cũng khỏe rồi nha anh em. Đó nên mình mới vớt ra. Thì nên nhớ nha, các con lúc anh em mới vớt ra thì anh em lấy cái nước cũ nó luôn. Đó, lấy cái nước cũ nó ra luôn. Vớt bỏ chung luôn, cho nên đừng lấy cái nước mới rồi vớt các con ra. Thì các con này nó bị sốc nha anh em. Đó. Đây, mình lấy cái nước cũ mình bỏ ra luôn. Mình nuôi bằng nước cũ thì rất là tốt. Đó, cái nuôi cái nước mà nó được cá mẹ đẻ ra luôn nha anh em. Đó. Xong bắt đầu anh em mới
thuần nước, đó, nó thuần nước như cá mẹ luôn. Đó, cho anh em mà đừng lấy nước mới xong rồi bắt thẳng vô. Đó. Các con này nó dễ bị túm đuôi kim nha anh em. Đó, anh em phải dùng nước xong rồi anh em bắt đầu muốn nó chuyển qua nước mới thì anh em phải thuần ra từ từ. Chứ đừng để làm cái ào ào vậy thì cá nó tỷ lệ nó sống rất là yếu nữa. Do trong cái nước này nè thì có cá mẹ nó đẻ ra có những chất dinh dưỡng rồi những chất loãng đó, thì nó đã quen cái môi trường nước này rồi, mà anh em bắt qua môi trường nước mới đó thì cá rất là yếu, với lại nó lớn rất là còi cọc nha anh em. Đó. Cá hôm qua mình đẻ rất là nhiều đây. Bây giờ nó có nhiều con bầu nè, thì phun gôn này đó mình gầy đó, từ đây tới Tết đó bán rất là chạy nhanh em, cái mùa phun gôn đây nè, nó phun gôn chỉ có cái mùa Tết là bán là rất là chạy nhanh em. Phun gôn này lúc hồi đợt trước mới ra là ở thị trường giá rất là cao nhanh em, đó một cặp nó mấy triệu đó, lúc mà bắt đầu mới nhập về Việt Nam á, ở thị trường chưa có cái dòng phun gôn này thì giá cá rất là cao, đó, giá cá rất là cao. Đó, bây giờ Việt Nam đã đổ xô đó, thuần ra hàng loạt đó nên dòng cá phun gôn này nó cũng đã trở thành giá rẻ rồi nhanh em, đó, cũng rẻ bớt rồi. Thì phun gôn đi bông này bên mình bán là với giá là 60k một cặp, đó, giá quá rẻ thôi. Nó đẻ rất nhiều anh em, đó anh em coi phun gôn mình, nó toàn bộ này. Có như con này phun tai nha anh em, nó phun tai nè. Thì anh em về cái việc nuôi nền trắng hoặc nền vàng, nuôi bằng nước lá bàn, bảo đảm với anh em 100% nó sẽ lên màu rất là đẹp. Thì anh em nên bổ sung thức ăn bo hay acami nữa thì bảo đảm nó bung vây bung đuôi rồi lên màu rất là đẹp nha anh em. Đó. Thì cái dòng cá bay màu này nó thích nghi theo cái môi trường đó, nó giống tắc kè vậy nha anh em. Đó, ví dụ mình nuôi nền sáng thì nó sẽ theo màu nó thì cái màu nó sẽ sáng lên, còn với anh em mà nuôi màu tối thì bắt đầu nó sẽ chuyển thành cái màu tối đó. Đấy, thấy rất nhiều này. Này chút nữa mình sẽ ra mình quay rồi cái cách mà bỏ các con và nuôi các con nó hiệu quả mà nuôi bên mình với bạn anh em đó, mình sẽ chia sẻ các kiến thức đó mình nuôi cá từ trước bây giờ cho anh em mới tập chơi nuôi cá bên mình đó, mua cá bên mình để tránh tình trạng anh em mua về nó không biết cách xử lý, không biết cách nuôi các con thì nuôi lên chết rất là tội con cá nha anh em đó, mà cũng tiếc tiền nữa đó. Thì có nhiều anh em nó mua cá mình về để làm giống, nó vài tháng sau mình hỏi anh ơi cá nhiều chưa, thì có nhiều anh hỏi nó nuôi các con lên nó chết, nó nuôi lên là nó chết, nuôi lên là chết không biết nguyên nhân tại sao mà vẫn cho ăn bo được bình thường, acami bình thường mà sao mà nó vẫn còi cọc rồi chết lòng chết mòn đó. Thì anh em các con này cũng phải cần nuôi kỹ lưỡng nha anh em đó, chứ không phải mà con là mình nuôi kiểu cách ấu tả được. Cái con này nó mà bệnh lên nó túm đuôi kim á thì là chữa rất là khó đó, chữa rất là khó nha anh em. Để mình coi một vòng nữa cái con không. Rồi đây mấy các con mấy nạn đó, một sâu một thu hoạch nãy giờ đó, đây là của phun rét, đây là của coi rét nha anh em, coi rét đây là của phun gôn này. Đây là cách mình nuôi các con đó, nuôi các con này toàn bộ bọt cát này, nước một độ thấp đó, thì các con rất là khỏe nha anh em. Đây phun gôn bên mình rất là nhiều, ngoài đây có một hồ phun gôn làm giống này đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành dọn mấy thùng xốp này để mình nuôi nha đó, nuôi mấy thùng xốp này đó, nhận cái rong này. Đây, đây mấy thùng nước mưa nha anh em. Đó thì nước mưa thì anh em đừng nên nuôi cá đó, tại vì nước mưa nó có nhiều chất axit
nó sẽ gây hại cho cá nha anh em. Đây là bể thủy sinh của mình nè. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành hút toàn bộ nước ra nha anh em. Nó hút toàn bộ nước ra để chăm nước mới vào để cho nuôi nuôi cá. Đó, con này mà đó mình đại ớn nhất con này mà, đây là cái bông con trần hiêu đó. Đó, mình gặp con này mình giận mà, đó mình không dám tới gần luôn mà. Đó, hồi nhỏ thì mình nghe nói nhảy bóp cổ thôi mình sợ luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình hút nước để nuôi các con nha anh em. À, đây đó, sau khi mình đã dọn chỗ xong các bạn, đó thì mình bỏ cát qua nè. Đó. Nước thì mình bỏ tầm hai lóng tay nha anh em. Đó, nước tầm hai lóng tay. Đó thì có con nè. Đó, toàn bộ mình bỏ nước hai lóng tay nha. Mình bỏ cát vô cho nó giống môi trường tự nhiên. Đó, và lại các con đó, ăn nó ăn không hết á. Rồi thì nó hay thừa. Đó thì thức ăn nó sẽ hòa lỏng với cát. Rồi phân thừa nó sẽ hòa lỏng với cát. Đó, tránh tình trạng các con nó sẽ ăn lại phân thừa nha anh em. Đó thì đây mình đây nước mới, còn đây nước cũ nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái phần nước cũ nè. Đó mình đổ vô. Đó mình thuần, đó mình ngâm tầm có nửa tiếng tới một tiếng, đó nó giống bình thường giống kiểu mà cá bố mẹ nha anh em, đó để làm quen với môi trường nước, tránh bị sốc. Đây đây phun ngô đôi bông mình mới vớt ra đây. Thì các con anh em nên nuôi mực độ nước thấp thôi, đó thì cá nó mới khỏe được nha anh em. Đó cho anh em mà nuôi mực độ nước cao á thì dễ làm cá con bị mất sức nè, nó lúc đi kiếm ăn đó, nó ngoi lên rồi nó bơi lặn xuống đó thì nó dễ mất sức các con nha em. Đó đây thì anh em nuôi tầm có hai lông tay thôi thì lúc đó cá mới ok khỏe được đó. Xong bắt đầu ví dụ nuôi tới tầm có một hai tháng, một tháng nó bắt đầu anh em mới lấy một nước mới này, anh em đổ là từ dần dần lên đó, chứ đừng để nước đổ nước ào ào vô. Phun ri bông, đây phun rét nha anh em, các con phun rét ri bông này, đây coi rét ri bông, coi rét ri bông, anh em coi nè, bây giờ mình nuôi các con này nước rất là trong, đó, nước rất là trong, các con rất là khỏe nha anh em, đây coi rét e này, anh em thấy không? Đây dòng dòng tím này, nó toàn bộ cá rất là khỏe nữa, rồi đây dòng đỏ này phun gôn ri bông. Đây phun gôn, nó phun gôn mình gầy đã áp nhiều, đây dòng đỏ nha. Đó thì anh em thùng nước, đó tầm cỡ nửa tiếng đến một tiếng là bắt đầu anh em thả ra. À, thôi video mình cũng dài rồi, đó, mình xin kết thúc video tại đây. Bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký đồng hồ kênh nhé bạn.